Thành Long là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021 đến 2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyên phó Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Hà Tĩnh. Lê Thành Long sinh ngày 23 tháng 9 năm 1963, quê quán ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Sương, này là phường Quảng Thọ. Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ông hiện cư trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ông học trung học phổ thông hệ 10 trên 10. Ông tốt nghiệp cử nhân đại học luật tại Liên Xô cũ. Ông tốt nghiệp thạc sĩ luật tại Canada. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ về luật quốc tế tại Nhật Bản. Ông thông thạo tiếng Nga và tiếng Anh. Ông có bằng cao cấp lý luận chính trị. Tháng 11 năm 1987 tháng 12 năm 1990, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp tháng 12 năm 1990 tháng 12 năm 1991, cán bộ ban thư ký Ủy ban sông Mê Công Quốc tế tại Bangkok, Thái Lan, tháng 12 năm 1991 tháng 4 năm 2003, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế, rồi làm thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sau đó đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Tháng 4 năm 2003, tháng 12 năm 2008, chuyên viên, sau đó làm phó vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp, tháng 12 năm 2008, tháng 10 năm 2011, vụ trưởng vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, tháng 10 năm 2011, tháng 3 năm 2014, ủy viên ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Tư pháp, tháng 4 năm 2014, tháng 9 năm 2015, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, tháng 9 năm 2015, tháng 4 năm 2016, ủy viên ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 26 tháng 1 năm 2016. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa 12 nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016 đến 2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang. Ngày 27 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa 14 được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Ngày 13 tháng 8 năm 2016, theo quyết định số 343/QDNS trên TVQP của Bộ Chính trị Ông là Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa 12. Ngày 1 tháng 2 năm 2019, Bộ Chính trị phân công ông kiêm giữ chức Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa 12. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa 13 nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021 đến 2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang được 284.433 phiếu, đạt tỷ lệ 75,25% số phiếu hợp lệ tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Châu Thành. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. đến 2026. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính ký quyết định số 1438 trên quy đề TTG, bổ nhiệm ông Lê Thành Long làm Ủy viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cảm ơn quý vị đã xem video hãy like ấn nút chia sẻ và đăng ký kênh miễn phí để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất của chúng tôi nhé